Các bạn nhìn thấy có ngon không? Rất là ngon luôn nhé các bạn. Mình làm hai gói bột chỉ hơn một tiếng đồng hồ là xong thôi, mà rất là ngon, dễ dàng, đơn giản. Các bạn ơi, bây giờ lần này mình lại chia sẻ lại cái phần bột cho các bạn để nó khỏi bị thắc mắc nha. Là nhiều khi bột mới và cũ, thì gói bột này hôm nay của mình để nó là đã 5-6 tháng rồi, cho nên nó là thuộc vào dạng bột cũ. Cho nên bữa nay mình sẽ ngâm khác với bột mới, như là lần trước mình đã chia sẻ là 400g bột cho 700ml nước. Nhưng mà lần này gói bột này mình đã để 5 tháng, 6 tháng này rồi, cho nên nó thuộc vào dạng bột cũ. Thì mình sẽ ngâm cũng một gói bột 400g nhưng mà lại là 750 cho tới 775ml nước. Thì cái gói bột này mình ngâm là 775ml nước nha các bạn. Thì mình ngâm tổng cộng là được 30 tiếng rồi. Và mình đã thay nước một lần ngày hôm qua, thì bữa nay mình tráng thì mình lại thay nước một lần nữa. Thì bây giờ mình chắt nó ra gần 400ml nước đây. Thì bây giờ mình lại sẽ đổ nó vào cũng gần 400 đó cho nó đủ. Ê, nhiều quá. Đây, mình đổ vào gần 400 nữa nha các bạn. Đó, thì là chỗ này là 775ml nước cho một gói bột 400g vì bột tương đối cũ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mà từ A tới Z để phục vụ các bạn nhé. Là rất là nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi mình là cái cây lấy bánh thì làm bằng cái gì. Thì hôm nay mình cũng sẽ cho các bạn biết là cái cây lấy bánh này mình dùng nó là một cái cây để lăn bột làm bánh. Mà cái này nó không có cái lăn nhé, mà nó chỉ thẳng tròn. Thì mình mua nó về mình tự chế nó. Và cái để quấn vào cái cây đó, mình sẽ dùng một cái khăn, là khăn lau mặt. Các bạn nhìn này, hoặc là khăn lau chén bát gì đấy, nhưng mà là khăn sạch nhé các bạn. Các bạn dấm nước nó đi. Sau đó các bạn sẽ cuộn nó vào đây. Dấm, các bạn nhớ nhấm nước cái khăn cho nó ẩm ẩm. Các bạn vắt thật sạch nước đi nhé. Sau đó các bạn cuộn nó vào như thế này. Rồi các bạn dùng một cọng dây, cọng dây sợi, hay mình dùng dây sợi nhé các bạn. Cọng dây này là dây mà để buộc đồ ăn, rất là đơn giản thôi các bạn. Sau đó các bạn lại cuộn ngược lại một lần nữa. Thế là các bạn buộc nó lại thôi. Các bạn buộc nó vào với nhau. Xong rồi thì cái cây nó sẽ như thế này này các bạn. Rất là dễ. Còn cái cây để mà gảy cái bánh lên thì ở bên này kiếm tre rất là khó. Nếu các bạn ở Việt Nam thì chắc là dễ kiếm thôi. Mình dùng cái cây đi, mình đi chợ mình mua cái cây mà người ta, cái bàn tay mà để người ta với đằng sau lưng, người ta gãy lưng ấy. Mình chế nó ra, mình đã vót nó cho nó dẹp dẹp như thế này. Các bạn nhớ là phải thật dẹp nhé. Và nó hơi nhọn nhọn cái đầu một chút. Còn phía đằng sau thì nó như thế này, to một tí để cho nó dễ cầm. Các bạn nhớ là nó rất là mỏng cái khúc trên này nhé, để cho nó dễ. Đấy, là bây giờ xong hai cái. Một cái cây lấy bánh và một cái cây gảy bánh. Bây giờ tới phần
cái khuôn thì cái video clip trước mình nói các bạn làm sao để làm khuôn bánh cuốn, thì cái đó mình làm bằng vải satin hoặc là mình làm bằng vải phi bóng. Nhưng mà có nhiều bạn nói là cái đó mà nó vào nọ gặp nóng thì nó sẽ sinh ra độc. Cho nên bữa nay mình làm lại cái này, mình dùng bằng vải phin, tức là vải cotton, cô tông ấy nhé các bạn. Mình đo cái khuôn, đo cái nồi của mình xong, sau đó mình sẽ đục những cái lỗ như thế này. Cái lỗ này của mình nó lớn khoảng bằng một cái đầu đũa nhỏ. Các bạn nhớ nha, mình đục nó như thế này. Nếu bạn nào cẩn thận thì các bạn có thể dùng kim, các bạn may vắn nó xung quanh để cho nó được bền hơn. Còn xung quanh cắt này thì mình không cần phải đốt hay là may cái gì hết. Các bạn cứ để nguyên, cắt xong là cứ để nguyên như thế là được rồi. Tại vì khi mình cắt tròn thì cái vải nó sẽ xéo, cho nên nó sẽ không tua ra đâu. Cái này mình xài cũng lâu rồi nhá. Và còn nữa, mình làm, mình đã đục 7 cái lỗ. Các bạn nhìn này, 7 cái lỗ nha. Mình đục làm sao để cho nó hơi nó lên thật là nhiều thì bánh mới không bị dính khuôn và bánh không bị rách. Bây giờ mình lại thêm cái phần cái cọng dây thun. Nhiều bạn lại thắc mắc là dùng dây thun thì khi vào nóng thì dây thun nó sẽ rão ra. Nhưng các bạn ơi, nó không rão nha các bạn. Các bạn mua cái dây thun mà cái loại mà nó chắc một tí nhá, đừng mua loại rão nha. Nó có rất là nhiều loại, loại rão và loại chắc, thì các bạn mua cho mình loại chắc. Sau đó các bạn cắt đo mấy cái nồi của mình. Các bạn cắt khoảng đường kính nó khoảng một nửa cái nồi. Sau đó các bạn nối hai đầu nó vào với nhau, các bạn máy nó lên thì nó sẽ thành một cái vòng tròn như thế này. Mình sẽ làm hai cái. Cái này á, các bạn biết không, mình làm cái này là đã được, năm nay là năm thứ hai nhưng nó chưa hề rão nha các bạn, rất là tốt luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái này vào cái nồi để cho các bạn thấy nhá. Các bạn nhớ dùm mình là trước khi các bạn cho vải vào nồi thì các bạn phải nhấm nước cho nó ướt nha các bạn. Và cái cọng dây thun các bạn cũng nhấm nước dùm mình. Và cái nồi mà để các bạn tráng bánh nó phải tương đối cao. Cái nồi này nhà mình là khoảng 20 cm. Mình đổ 2/3 nước, tức là nước nhiều ấy thì hơi nó sẽ lên nhiều, mà hơi lên nhiều thì bánh lại càng ngon mà lại không bị dính khuôn nữa. Dính khuôn nó có nhiều vấn đề các bạn nhé. Bột loãng cũng dính khuôn. Nước mà không đủ sôi, hơi không lên đủ, hơi mà lên không đủ nó cũng bị dính khuôn. Và các bạn nhớ là cái nồi phải cao đủ. Đây, bây giờ mình đã lại sẽ làm cho các bạn coi thử nhé. Đây, cái khuôn à, cái vải này mình đã nhấm nước và mình vắt cho thật khô nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho cọng dây thun này vào rất là nhanh và đơn giản luôn. Mỗi lần các bạn tráng xong thì các bạn rửa cho nó thật sạch rồi mình giặt đấy, giặt cho thật sạch hết tất cả những cái mà nó dính vào cái mà nó, cái bánh mà nó còn dính vào trong khuôn ấy, hay là bột ấy, mà nó còn dính trong khuôn ấy, các bạn phải giặt cho thật sạch cho mình nhé, không là lần sau nó khô đi nó lại dính khuôn đấy. Nhớ là đây, các bạn nhìn coi, mình mới bỏ một lần cao su thôi. Mình mới bỏ một lần cái cọng thun thôi. Bây giờ mình bỏ cọng thứ hai vào để cho các bạn thấy. Đó, đây là cọng thứ hai. Các bạn kéo cho mình thật chặt vào.
rất là căng luôn nha các bạn. Các bạn thấy chưa, bây giờ mình đã làm xong này. Các bạn nghe nhé này, nó cưng tưng 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 lên như thế này, giống như là cái trống vậy đó. Mà nó càng căng ấy, khuôn mà căng ấy, thì bánh nó càng mỏng và bánh nó càng ngon. Các bạn thấy không, cái khuôn rất là căng, tráng từ đầu tới đuôi, rất là ngon luôn. Ví dụ như nếu các bạn tráng lâu thì các bạn nửa tiếng các bạn sẽ kéo nó xuống như thế này một lần rồi mình. Kéo xuống là để cho nó căng thôi nhá. Còn nếu mà các bạn tráng nhanh thì các bạn không cần, nó vẫn căng như thường. Các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những cái lỗ này nhá. Đây này, các bạn coi mấy cái lỗ mà mình đục nó này. Xong rồi mình lấy cái chỉ mấy kim mình vắn nó lại. Các bạn có thể xài cái này trong vòng mấy năm luôn, không hư. Và đây mình dùng là bếp điện, nó không cháy đâu nhá các bạn. Dây thun cũng không ảnh hưởng cái gì hết. Còn nếu bạn nào làm bếp ga thì cái nồi các bạn cao hơn một chút, và các bạn vắn nó vào đây, vắn lên trên, hoặc là các bạn cắt cho nó sát vào đây thì lửa nó không tới được, thì nó cũng sẽ không bao giờ cháy nha các bạn. Tí xíu nữa mình sẽ tráng bánh cuốn và bánh phở để cho các bạn coi nhá. Mình quay để các bạn coi bếp điện nhà mình là loại bếp điện Mysore chứ không phải là bếp điện từ nhé các bạn. Nhiều bạn thắc mắc là phải bếp điện từ mới không cháy vải. Không cần nhé các bạn, mình dùng bằng điện, bếp điện này nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Thấy nhá. Đừng dùng cái tay này để mình lấy cho các bạn coi. Thực ra các bạn không cần cái đầu gẩy này cũng được nữa. Các bạn mà tráng đuôi nó ra ngoài thì các bạn chỉ cần. Các bạn thấy không? Rất là ngon luôn. Ngon thế này mà. Ngon mà dễ nữa. Đơn giản, rất là đơn giản luôn. Bánh rất là mỏng và ngon nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy ngon không? Rồi. Tiếp tục tráng. Mỏng như thế này nè, thấy không? Rất là mỏng luôn đó, mỏng dính luôn. Thế đây, các bạn bỏ nhân vào đây. Đó. Rất là đơn giản thôi, dễ làm mà lại ăn lại ngon nữa. Rồi các bạn chép, chép dầu vào đây. Thế thôi, đơn giản lắm. Rất là ngon luôn, các bạn nhìn thấy ngon không? Rất là ngon luôn, bánh ngon như thế này, thấy không? Ăn thua là cái khuôn phải thật căng thì bánh của các bạn mới mỏng được. Cái khuôn nó phải căng, mà khi các bạn gõ nó vào nó phải tưng 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 thì bánh của các bạn sẽ rất là mỏng và ngon. Rất là dễ, đơn giản mà lại ngon nữa. Mà đây là mình làm là toàn bằng bột gạo nhé, không có bỏ bột năng đâu nhé các bạn. Tại vì mình không thích ăn cái độ dai của bột năng, cho nên mình xài bằng toàn bằng bột gạo không thôi. Mình đã ngâm nó được 2 ngày. Nếu mà các bạn nào ở cái chỗ nào mà nóng á thì các bạn chỉ cần ngâm khoảng 1 ngày, hơn 1 ngày thôi. Còn đây mình ở chỗ này nó là Canada, nó lạnh á, cho nên mình đã ngâm 2 ngày. Tại vì mình ngâm như thế là để cho nó có độ dai, các bạn biết không? Các bạn thấy ngon chưa?
rất là ngon, bánh mỏng mà ngọt ghê. Rất là đơn giản, không có gì khó hết. Rất là mỏng luôn, các bạn thấy ngon không? Các bạn nhìn thấy có ngon không? Rất là ngon luôn nhá các bạn. Mình làm hai gói bột chỉ hơn một tiếng đồng hồ là xong. Mình mới vừa chán xong phần bánh cuốn thì bây giờ đến lượt mình chán bánh phở nhá các bạn. Bánh phở hay là bánh cuốn mình pha bột đều giống nhau, chỉ là khác nhau là bánh phở mình tráng nó dày hơn bánh cuốn nha các bạn. Đây là bánh phở nhé các bạn, các bạn nhìn coi. Đó. Bữa nay mình tráng, mình ngâm bột. Cái bột này có lẽ nó cũ hơn, cho nên mình đã ngâm 775ml nước cho một gói bột 400g. Các bạn nhớ cho mình là khi mà các bạn thấy bánh mà nó nứt và khô mặt, có nghĩa rằng là thiếu nước, thì các bạn thêm một chút xíu nước vào. Còn nếu các bạn thấy khuôn mà dính mà vẫn khô mặt thì lại không phải là thiếu nước, mà là vì hơi lên không đủ. Một là hơi toát ra ngoài nhiều quá, hoặc là nồi đục lỗ không đủ hơi lên, nó cũng bị dính khuôn và nứt và khô bánh. Còn bạn ơi, trong lúc tráng các bạn thỉnh thoảng các bạn thấy nó cứ có mấy cái mà bột nó còn đọng lại như thế này, tức là mình tráng nhiều rồi đấy, thì các bạn gạt như thế này dùm mình nhé, gạt nó xuống. Bánh phở thì mình múc nhiều hơn một chút nha các bạn, để cho nó dày. Bánh phở thì mình phải chờ lâu hơn một chút, nó không như bánh cuốn. Bánh cuốn ấy thì mình tráng nó mỏng hơn, cho nên khi mà mình lấy ra rồi mình quay sang một cái là mình cho nhân với hành vô, xong một cái là quay sang là mình đã lấy được bánh ngay. Nhưng mà bánh phở thì các bạn phải chờ một chút nữa, tại vì là bánh phở nó dày hơn đấy. Nhìn thấy không? Đấy, đây là bánh phở nhé các bạn. Nó dày hơn một chút. Rất là ngon luôn nhé các bạn. Dốc lắm á. Đây là vải cotton nhá, cotton ấy nhá các bạn. Mà dốc như vậy đấy. Không cần phải dùng vải
phải phi đúng nhé các bạn. Các bạn ơi, đây là bánh phở mình vừa mới tráng xong nha các bạn. Đó. Các bạn thấy bánh phở nó sẽ dày hơn bánh bánh cuốn. Rất là dễ làm luôn, bánh phở tươi luôn nhé các bạn. Bánh phở tươi luôn đấy. Khi mà các bạn lấy nó ra mà chồng lên nhau đó là các bạn phải chắc dầu nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ không dính vào nhau. Hoặc là các bạn để nó vào những cái rack gì cũng được. Bây giờ mình sẽ thái bánh phở để cho các bạn coi nhé. Thái lớn hay thái nhỏ là tùy ý các bạn nhé. Thấy không? Thái xong rồi thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Rất là ngon luôn. Các bạn thấy sợi bánh phở không? Rất là mềm mà ngon luôn. Các bạn thấy nó ngon không? Sợi bánh phở này. Rất là ngon luôn nhé.